barely recognize the pair of eyes staring back at me in the mirror. But there was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, thanks a lot. Please put your hands together for Ian and Mike. Next up to that, please put your hands together for Lynn and Hubert. Let's hear it. Put your hands together for Quay and Long. Last but not least, ladies and gentlemen, let's give it up for Two and Three. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for this beautiful bridal party. And now, the very moment that y'all have been waiting for, please rise if you can, and please help me welcome for the very first time, Mrs. Chang and Mr. Kwan! Give it up for the beautiful newlyweds, ladies and gentlemen! All right, all my guests, I'd like to welcome you guys back to your seats. And then we have some family introductions who I would like to welcome An Long to the stage to make those family introductions. He wears a big hand of congratulations to both of them. And you're gonna help me to do this today. All right, let's show the Houston hospitality to all the guests from far away come here to join us in this wedding, okay? So just hold your applause after I introduce everybody, and then we're gonna have a big hand, good, put a big hand together to welcome all the guests came from far away. Kính thưa quý vị, xin quý vị giúp cho chúng tôi ngày hôm nay, chúng ta chào đón tất cả những quý khách đến từ những nơi phương xa. Xin quý vị khoan vỗ tay cho tới khi những người khách đã được giới thiệu, chúng ta lúc đó chúng ta cùng nhau vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả những quan khách đến từ những nơi xa xôi trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Người đầu tiên chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu quý vị vị khách rất là đặc biệt. Vị khách này mới có 90 trẻ thôi, rất còn trẻ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bà nội của chú rể. Đó là bà Hoàng Thái Linh, grandmother of the groom, and she is 90 years young. She came from Idaho. Right. Next one, this is from the groom's side. I would like to introduce to you ông Phùng Điến Thang Thông, là thân phụ và thân mẫu của chú rể. Kế đến, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến ông bà Huỳnh Tránh, là cậu mợ của chú rể. Xin mời tất cả những quý vị sau đây tôi giới thiệu xin đứng lên tại chỗ.
ông bà Hoàng Thế Phụng là dì của chú rể. Cô chú Kiệt Linh Trần đến từ Atlanta. From New Mexico, cô chú Trần Cao Sơn. Way down there. Yeah. More people from Idaho, chị họ là Danny Vương và em họ là Kate Vương. Cô của chú rể from Idaho là bà Hiền Vương. And the sibling of the groom today là anh chị Thắng Huệ và các cháu. And chị Thục Hoa, Nick and Nick, and the children. This is the groom family. Now I'm going to introduce to you the bride family. First, I would like to introduce to you the parent of the bride. Đó là ông bà Nguyễn Tân. Xin mời ông bà Nguyễn Tân. Và những người họ hàng của cô dâu ngày hôm nay hiện diện trong buổi tiệc cưới của chúng ta là chị Hà. Dạ, dì Mai và Dượng Rắn, dì Loan và Dương Tùng, vợ chồng dì Nhung tới từ California, cậu Dũng, dì Hồng và cậu Bồi, cậu Nghĩa đến từ Atlanta. Xin quý vị cho tất cả những người đến từ Idaho, Atlanta, New Mexico, Atlanta and California một tràng pháo tay thật lớn chào mừng đến họ với tất cả mọi người đến với Houston của chúng ta ngày hôm nay. Và giờ đây chúng tôi xin được hân hạnh đến xin mời ông Thông đại diện cho hai họ để gửi lời chào mừng đến quý vị khán khách. Cảm ơn anh Long có lời giới thiệu. Để trước khi nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt thì tôi xin có đôi lời bằng tiếng Hoa. Cô ấy lưu dành cho cô ấy chân trách thùng phần giáo. Cảm nhận hãy ngô trưởng chí khi phân tôi và hữu dành chí. Dĩ tắc tôi có ấy cấm bí mỹ lì tối tù tham khan của phân lấy. Ngô tề lưỡng ca tôi hữu cảm kích thùng tôi chế cô ấy. Thông si ngô tề việc tôi phi sường chí tôi chế cô ấy chân trách phần giáo. Dĩ chồng yến phong thùng mấy có cọc cho cọc xì xí. Tôi trao hạ thời gian để tôi đến tham gia cái buổi phân lễ yến hội, tôi được lương ca, hổ hổ, đa chế. Đồng thời, trong cái buổi hỷ hưng nhật kỷ, tôi đại đại biểu lương ca, chúc phúc chúc công chúc các vị, thân thể khỏe mạnh, công chúc các vị, vạn sự như ý, hổ đa chế, đa chế các vị. Kính thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quan khách. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày lễ thành hôn của con chúng tôi, là cháu Phùng Quy Khoa. Kết duyên cùng cháu Nguyễn Minh Trang, con của ông bà Nguyễn Tân. Trong buổi lễ hân hoan ngày hôm nay, hai gia đình chúng tôi rất hân hạnh, rất vui mừng và nồng nhiệt chào đón quý vị. Đồng thời, chúng tôi đặc biệt cảm ơn tới quý họ hàng thân thích đã từ phương xa như từ California, từ Boise, Idaho, từ New Mexico và từ Atlanta đã dành những thời gian ưu ái tới tham dự tiệc cưới của hai cháu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và đồng thời, cũng trong niềm vui hân hoan tiệc cưới ngày hôm nay, hai gia đình chúng tôi xin có lời kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và kính chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui và thưởng thức những món ngon của đặc sự của tiệc cưới ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị. Sau đây là bố của cô dâu cũng có đôi lời muốn gửi đến quý vị, nhưng mà trước khi bố cô dâu gửi lời quý vị
Thì tôi muốn nói những lời nói mà ông Thông đã gửi đến quý vị bằng tiếng Anh cho một số quý vị ở đây có thể không hiểu được tiếng Việt hoặc là tiếng Hoa. Well, he wants to, the father of the groom would like to thank to each and every one of you who come far away from California, Idaho, New Mexico, Atlanta, and California to come here. You are the blood for this family. You come here, you join them in this wedding. This wedding can be so big, but it never been anything without you. Your presence here today is the love you give to this newlywed couple and for their family as well. And he wanted to thank everybody for spending time far from away to come here to celebrate this big ceremony. And now I would like to introduce to you the father of the bride. Kính thưa hai họ, kính thưa tất cả các ông bà, cô dì, chú bác và toàn thể các anh em bạn bè cùng con cháu. Hôm nay là ngày vui của con chúng tôi. Tôi rất là xúc động và có một đôi lời cùng chia sẻ và cảm ơn đến quý vị. Sự có mặt của quý vị, của hai gia đình hôm nay là niềm tự hào và là một niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Tôi thay mặt gia đình xin chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Sean and Hua. So this is time for you to share those experience with everybody. Anybody? Do I know anybody named Hương in here? All right. Thì con với chị em quen với nhau ở trường đại học, rồi cũng may mắn thành bạn thân của nhau. Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm. Nếu mà nói ra thì phải hết ngày. Jen họ khó tính lắm nha mọi người. Nhưng mà là một người bạn rất là tốt, rất là quan tâm cho bạn bè, rất là đẹp và giỏi. Hôm nay cảm ơn anh Khoa với Trang đã cho em ở đây để mà được nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy. Thì chúc cho anh Khoa với Trang lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương nhau. Những cái lúc nào mà buồn hay gì thì cứ nhớ đến ngày hôm nay, nắm tay nhau mà đi tiếp. Thank you. Mike, okay, go ahead and share
your experience with Khoa, how bad this guy is, and everything. Oh, he is drunk. Oh boy. If I was drunk, I'd be up here earlier. Like I have something to say, but I'm not yet. Maybe I should drink more, and then I'll come back. Or just let him eat. Are you gonna tell me a story of how we met? About Mr. Peak? No, I'm probably Kwa's one of his longest friends because we actually lived in the same apartment complex as kids, right? We had the same babysitter. Hello? Oh, whoa! Okay, come on. Come on, Em. So we went to school together. We had the same babysitter. And then I'll tell a story about Jang. When I first met her, she was very, very quiet. And I was like, man, Kwa, this is not going to work. Because he's very, very quiet. So I was like, two wrongs, you know, don't make a right. But, you know, like 2 years passed, 3 years passed, 5 years passed. Like, wow, it works. They have complete silence and peacefulness where they don't have to deal with the other person's, you know, BS. So I just want to congratulate them that they found each other and they're happy. And for the future, for y'all to, you know, have a new beginning together. Okay, that's it. I'll be back later. You come back, okay? All right, anybody have anything else before? No? Hey, Carl and John, you didn't know that you have a very special guest come in today, didn't you? Well, everybody's special, but this guest is very special. Okay, and she's gonna come up here and recite the poem for both of you on your wedding day. Are you ready? Well, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you a very, very young lady. She's very pretty. And she's gonna be up here and recite her poem for the newlywed couple today. We all give a big hand of applause for Khoa Grandma. Kính thưa quý vị, sau đây là bà nội của chú rể sẽ lên đây gửi tặng hai cháu của bà bài thơ mà bà đã sáng tác để gửi tặng cho hai cháu trong ngày đám cưới của hai cháu. Thì cũng xin đói rồi này. Bài thơ thì cũng ở nhà thì quên mất không mang đi. Thành thử ra bây giờ thì tôi nhớ được đoạn nào thì xin đọc đoạn đó thôi. Vâng, tôi nói là hôm nay đám cưới cháu tôi hữu sự tân phố thị mừng vui rộn ràng. Cô dâu mỹ lệ minh trang, mặt hoa da phấn lại càng đẹp hơn, nói năng nhỏ nhẹ ân cần, xem ra có vẻ mười phần đáng khen. Quy Khoa từ lúc mới quen đã cùng gắn bó keo sơn trọn đời. Trai tài nhan sắc tuyệt vời, bà khen chú rể là người khôn ngoan. Bà khen chú rể là người khôn ngoan, con nhà gia giáo sắt son, danh gia vọng tộc lại còn tiếng thơm. Trai tài gái sắc thành tâm, thề nguyện chắn bó trăm năm trọn đời. Hôm nay ngày cưới tuyệt vời, bà họ hàng mẹ bạn chào mời xôn xang, bà con họ gái ra vào phấn son dễ phục, người nào cũng sang. Nhà giai dòng giống vẻ vang, danh gia vọng tộc vẫn còn tiếng thơm.
trai tài gái sắc thành tâm, thề nguyện gắn bó trăm năm trọn đời. Hôm nay ngày cưới tuyệt vời, bà con họ hàng chào mời xôn xang. Cảm ơn quý vị. Hôm nay má tôi là ngoài 90 tuổi nhưng mà cũng còn sáng tác những bài thơ, mà đặc biệt là hôm nay nhân dịp cháu nội của bà cưới tổ chức đám cưới, thành thử ra bà cũng hứng tác làm nên một cái bài thơ để tặng cho hai cháu. Và xin cảm ơn quý vị đã nghe cái sáng tác của má tôi, cũng là bà nội của cô dâu chú rể. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Cảm ơn bà và cảm ơn chú. Ok, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có những ai muốn chia sẻ những câu chuyện vui hoặc là những story về Khoa hoặc là Trang, xin mời quý vị lên trên đây, chúng ta cùng chung vui với nhau ngày hôm nay. Chúng ta chia sẻ những niềm vui với nhau, và đặc biệt là những niềm vui, những câu chuyện của Khoa và Trang. All right, the wedding party, where are you? Anybody wedding party you want to? All right, come on. Come on, there you go. I'm looking something fun now, okay? All right. All right. How's everybody doing? So Khoa didn't prepare us for this. But I'm just really happy here tonight to witness this, because I thought he was going to be a player for life. But then he met Chang, and he's all settled down now. But you're in good hands, Chang. I know he's lightweight, but he's strong and powerful. He's hit me a couple times, so. By accident. Is it by accident? No, but you're in good hands, and I just want to wish y'all, you know, beautiful marriage. And thanks, you call, thanks for not telling us about this. All right, thank you, everybody. Sorry. Thank you. Hello, everyone. How you doing tonight? Sorry, it started kicking right now, Paul. I also call that. I really, you know, I love him. I love him a lot, you know? And there was one time where he told me that I saved his life, because I told him that to put on his seatbelt, and the very next day, he got into a car wreck. You remember that, Kwon? Huh? Okay. And I told him, from now on, you owe me your life, because I saved yours, okay? And now today, that I like to give myself credit, because I hooked him up with his wife. Uh-oh. From Eugenics. Yeah, okay? So, Kwon, the only thing that I ask from you, or Jang, the only thing that I ask from you is, don't take away our fishing trips, okay? Because I need a fishing partner with me, and I'd like us to buy a boat together soon. But regardless, I love you guys both, and I hope you guys have a wonderful life, because, you know, I'm never gonna leave you, because you're my brother, and I consider you my sister now, you know? Okay? Thank you, guys. So let me make this one straight. Wait. You saved his life, and then you give him a new life by introducing Chang to him. All right, you're good, man. Ok, kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng cái chương trình chia sẻ những chuyện vui của cô dâu chú rể. Chúng ta sẽ bắt đầu, cô dâu chú rể sẽ đến cùng với bố mẹ cô dâu chú rể đến tận bàn quý vị để gửi lời cảm ơn đến tận quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Hầu phù đại diện cho bàn này kính chúc Khoa và Trang
và hai gia đình vạn sự như ý và trăm năm hạnh phúc, bách niên dài lão. Cảm ơn hai cháu. Chúc mừng anh cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng anh chị thêm dâu thêm rể. Và chúc hai hai cháu được trăm năm hạnh phúc và bách niên dài lão. Bách niên dài lão. Trăm năm hạnh phúc. Ok. Và hai họ, chúc hai họ. Họ trai thì được gọi là gái thì được dâu hiền, họ là trai thì được rể quý. Xin cảm ơn. Thăng năm mà bé đi bé. Thank you. Gia đình tôi là di dưỡng của cô dâu. Thì năm nay bây giờ là tôi chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc và để nhiều con cháu cho gia đình chúng tôi được nhờ. Và gia đình chúng tôi quý trọng hai gia đình của cô dâu chú rể năm 2023 tuyệt vời nhất của gia đình chúng tôi. Chúng tôi tặng cho cháu $1,000. Chúc mừng hai gia đình trăm năm hạnh phúc của hai cháu chúng tôi. Tôi là Dưỡng Văn Văn Dũng, vợ tôi là Đoàn Thị Thu Hà. Chúc mừng hai gia đình và các anh em trong nội ngoại được vạn sự như ý. Chúng tôi thành thật cảm ơn hai gia đình. Tôi rất vui mừng ngày hôm nay với hai cháu. Xin hết. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. 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 Vì dượng và cậu Nghĩa không có cái quà gì. Ủa đâu rồi? Trong này thì có một món quà của bà ngoại. Bà ngoại không đi được, bà ngoại gửi lên chúc mừng hai cháu. Thì rồi có tới dì Hai Hồng, dì Mai, dì Loan Akali về. Dì Loan, dì Nhung, chúng tôi lấy về dì Loan là dì Tùng, dì Còn Nghĩa lại danh này. Chúc mừng cho tụi con. Cảm ơn anh. Anh Việt đại diện cho bàn số 4. Chúc Khoa với Lệ Trang trăm năm hạnh phúc. Và theo người Tàu nói là đầu năm có trai, cuối năm có gái. Cảm ơn nhiều. Anh Việt có quà các bạn số 4 cho Trang với Lệ Khoa. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn nhiều. Thank you. Ôi, tôi đại diện mà lò chúc trăm năm hạnh phúc. Yeah. Thế thôi. Yeah. Con cháu đầy đàn. Yeah. Ok. Yeah. Yeah. Thank you. Tôi xin mừng con. Yeah. Thank you. Yeah. 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 Thank you. Yeah. Yeah. Chúc con. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. 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 Xin chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc bền lâu. Thay mặt cả bàn. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Yeah, thank you very much. Hello anh Thông và chị Hằng. Em đại diện cho bàn này hôm nay rất là vinh dự. Tất cả anh chị em chúng đây chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc và hai họ vạn sự như ý. Ok. Very happy to you. Thank you very okay. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. 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 Where's your drink? Cheers. There you go. Cheers. Save the school bottle for you. Oh no, you, it's yours. Thank you. Cheers. Congratulations. Thank you. Thank you very much. We gotta go that way. Oh.
Cheers. Vâng ạ, trước hết tôi xin đại diện tất cả quý anh chị trong cái bàn này và nhóm Hoa Hồng 600 karaoke của chúng tôi xin chúc mừng quan viên hai họ và đã có một ngày thật là vui cho hai cháu. Chúc mừng có hai cháu chú rể là Hiền, là cô dâu thì Thảo rất là thật là beautiful, thật là đẹp. Yeah, xin chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Cheers. Cheers. Hôm nay chú rất vui mừng đến dự tiệc cưới của hai cháu và cảm ơn vợ chồng anh Thông đã cho chúng tôi dự được cưới hai cháu và cầu chúc hai cháu sức khỏe và hạnh phúc. Chú cũng thay mặt anh chị em ở trong bàn gửi cho cả hai cháu một chút quà làm kỷ niệm trong ngày cưới hôm nay. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn chú. Thank you. Một lần nữa xin cảm ơn vợ chồng anh Thông. Cheers. Chúc mừng hai nhiều. Cheers. Cheers. Hi, I've decided that I just pushed out a baby, so you should give me a speech. Yeah, you didn't give me a speech first. Thank you for making it here tonight to celebrate our special day. And thank you, Judy. She just gave birth. I know she's in a lot of pain. And she's here today to celebrate me. Because she's not here, I'll be extremely sad. She's one of my bestest of friends. And I love her to death. And I love all you guys to death. So thank you very much to be here today with us. Thank you. Great. Cheers. Cheers. I want to say thank you, Kwan, for being a great example of an adult for me. When I would walk home from school in a hot sun every day, Kwan would pick me up, take me home. And also, we would have to work at Anvit together to take care of crazy kids. That's true. I never learned patience till I met Kwa, okay? To this day. Most patient man I've ever known. Thank you. Thank you. We all wish you guys the best of luck. We're so happy for you guys. Thank you. We're so happy for them, right? Thank you. Yay! Cheers. Thank you. I want to say congratulations to Gang and Kwa. I wish you guys the best. Kwa, you're a homeboy. Gang, I think you're a good wife. Congratulations. Cheers, thank you. Cheers. I don't like to talk much. Oh, now he wants to talk? Vâng. Hôm nay là ngày vui hai con. Yeah. Ngày vui hai con, chú rất vui. Và cùng là hân hạnh chú được đến tham dự bữa tiệc của con. Mặc dù con của chú là những đứa mà bạn bè rất lâu năm, chú quý mến lắm, ok? Yeah. Và không gì hơn chú đại diện bạn nên chúc hai con được mãi mãi bên nhau nhá. Yeah. Sống mãi nhá. Yeah. Và chúc hai họ có dấu hiệu để thảo. Cảm ơn, chúc đây là quà cho cả hai con. Cảm ơn. Thank you. All right, guys, I got voted the speaker by default, but honestly, I actually haven't seen you guys this happy ever. So I think we just all want to just, you know, we're happy to be here to celebrate with you guys. And I know you're going to work out because all the kids love you. And so, hey, we love you too. I think that's about it. I mean, thank you very much. Thank you. Cheers. Congratulations. Cheers. Drink up, guys. Cheers. Thank you. We love you guys so much. Dad, you're like the perfect person for Paul. Thank you. I mean, I love you. And for Paul, I mean, you're my best friend. You're all of our best friends. And we love you immensely. And we're all so happy, finally, that you're getting married. For anyone to deal with you. Honestly, we're just super happy for you. You're like my best friend.
Thank you so much. All of our best friends. I don't know who's drinking that. Not my fault. Oh, you're going to drink it today, friend. Yeah, it's your problem. But thank you. Thank you very much. We love you guys. Cheers. 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 Who's drinking it? I just want to say I'm so happy for you from the bottom of my heart that you found your soulmate. So I wish you guys a lifetime full of love and lots of babies. Congratulations. Thank you very much. Cheers. Cheers. Is that Paul? Don't call me out. Look, you want that, you gotta do that. Chị chúc Trang với lại anh Khoa trăm năm hạnh phúc nha. Sớm có baby nha. Thank you. Cheers. Cheers. We're gonna hit our face. One, two, three. Okay, for this. Congratulations. Thank you very much. Give it to me. All is over here. Yeah? All right. Congratulations. Chúc mừng em. Yeah. Thank you. Right. I guess that's it. Cheers. You gotta say something. That's it. All right, it's all right. All right, okay. Speech. Congratulations. Thank you for coming out. We appreciate your time. Thank you. Cheers. Holding on to what I know. I never wanted to let go. Suddenly. Because of you, I finally see straight away.